Dạ Nam xin chào các cô chú anh chị cùng các bạn. Hôm nay Nam sẽ làm món kim cúc roti. Món kim cúc roti thực hiện vô cùng đơn giản nhưng hương vị thì rất là tuyệt vời. Món kim cúc roti này mình có thể ăn kết hợp với cơm trắng hoặc là ăn với bánh mì cũng đều rất ngon. Các cô chú anh chị cùng các bạn, bây giờ Nam xin mời các cô chú anh chị cùng các bạn theo Nam vào bếp để thực hiện món kim cúc roti nhé. Và để thực hiện cái món kim cúc roti á thì ở đây Nam dùng ở đây mua ở đây là 1 ký của cúc ha. Cúc này Nam đã để làm sạch rồi, tính làm không kịp cho nên Nam đã để đông cho nên giờ này nó để cho nó gã đông là kịp cho con cúc nó đỏ nè. Cái việc mà để làm món mà cánh gà đối với phần mà chim cúc roti hay là cánh gà hay là gà roti gì đó, món roti đó chị các bạn, ở đây thì Nam sử dụng thêm phần nước tương ha. Nam sẽ cho vô đây là 2 thìa canh nước tương. Nam cũng xin nói thêm ha, tùy theo cái khẩu vị của từng gia đình á mà anh chị có thể tăng giảm cái gia vị cho thêm vào để mà mình phù hợp với gia đình mình hơn ha, chứ không phải là theo một cái công thức chuẩn của Nam như vậy. Đây không phải là công thức chuẩn mà tùy theo cái khẩu vị của từng gia đình mà mình có thể tăng gia giảm cái phần gia vị cho vào. Ở đây thì Nam chỉ chia sẻ cái cách làm món này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó thấm thẳng 30 phút ha các bạn, rồi sau đó mình sẽ chiên sơ rồi mình cho nước dừa vào để mình tiến hành mình roti ha. Để trộn đều cái phần gia vị lên ha. Rồi sau đó mình sẽ để cho nó thấm 30 phút rồi mình sẽ tiến hành mình roti cái món cái chim cúc này ha anh chị các bạn. Các anh chị các bạn nhớ ha, mình trộn cho gia vị nó thấm đều từ bên trong luôn ha, từ ngoài vào trong luôn. Các bạn cho gia vị nó thấm vào trong như nè. Để đảm bảo cái cúc mình nó thấm đều gia vị ha. Ở đây Nam làm sạch luôn anh chị các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ để như vậy cho nó thấm 30 phút mà mình sạch tiến hành mình roti. Bây giờ chim cúc của mình á anh chị các bạn ha. Chim cúc của mình á là Nam đã cho nó thấm gia vị được đó là nửa tiếng rồi. Bây giờ Nam sẽ bắt cái chảo dầu lên bếp ha. Là dầu nóng Nam sẽ khử phi tỏi và Nam sẽ chiên sơ cái phần cúc này rồi mình sẽ tiến hành mình sẽ khìa luôn anh chị các bạn ha. Giờ Nam đã bắt chảo sẵn trên bếp là bây giờ Nam sẽ cho dầu ăn vào ha. Để dầu sôi Nam sẽ cho tỏi vào phi anh chị các bạn ha. Dầu mình bây giờ cũng đã nóng rồi anh chị các bạn. Bây giờ Nam sẽ cho hết phần tỏi, cái phần tỏi ha, tỏi đâm nè. Nam sẽ cho hết vào đây là khoảng 1 thìa canh đó anh chị các bạn. Tỏi này mình không có quan trọng cái liều lượng ha. Anh chị các bạn cứ thích tỏi nhiều thì cho tỏi nhiều, chứ không quan trọng liều lượng. Rồi anh chị phải đảo cho tỏi vàng thơm ha. Để chặn nhỏ lửa lại đi. Sau khi dầu tỏi mình vàng rồi ha, Nam sẽ cho chim cúc vô, Nam sẽ chiên sơ ha. Rồi nha, Nam sẽ chia sơ cái phần chim cúc này. Các anh chị ha, chiên mà cho chim cúc mình nó vàng nó săn lại nhé. Mình cố gắng mình xào cho nó vàng săn lại là mình sẽ cho nước dừa vô mình sẽ roti hết vậy các bạn ha. Thank you.
Rồi. À, cái phần lớp dừa, phần lớp dừa này ha, Nam mua là một trái khoảng một lít nên chị các bạn, mà mình sử dụng phân nửa thôi. Nam sẽ cho phân nửa lớp dừa này vô cái thau này ha, để Nam chán qua Nam sẽ cho cái phần này vô để mà mình roti cái phần cút không chị các bạn. Nam sẽ cho vô đây nửa bịch chút dừa. Mình sẽ lấy phân nửa thôi anh chị các bạn ha. À, bây giờ Nam sẽ xào sơ cái phần cút này lại cái nữa ha. Và mình sẽ cho phần nước dừa lên mình riêu vô tay các bạn. Giờ cái phần chim cút của mình nó đã vàng đều hết chị các bạn ha. Bây giờ Nam sẽ cho cái phần nước sốt này nè, nước dừa này nè. Nam xin lỗi, Nam quên miệng. Nam cho nước dừa hết phần nước dừa này vào. Nam sẽ mình gọi là goti thì chắc giống như là khìa đó chị các bạn. Mình sẽ nấu cho nó săn cái phần nước sốt này lại ha. Mình săn nấu lại cho khoảng chừng đó là 30 phút ha, phần nước sốt này nó săn lại. Đấy, thì là một coi như món ăn chim cút goti mình coi như là đã hoàn thành ha chị các bạn. Anh chị các bạn nhớ ha, mình làm cái món goti ha thì mình cần phải sử dụng thêm một ít cái cọng rễ ngò anh chị các bạn. Các anh chị các bạn mua cái ngò rí á, anh chị các bạn lựa những cái ngò rí mà có cọng rễ nó to vậy nè. Mình sử dụng cái cọng rễ này mà khi mà mình khìa đồ ăn á, mình roti á, mình sẽ cho cái phần rễ này vô, nó sẽ làm cái món ăn mình nó thơm lắm anh chị các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi đậy nắp là mình sẽ đợi cho nó khoảng được 30 phút và nước sốt nó săn lại là cái món chim cút roti mình đã hoàn thành anh chị các bạn. Dạ, đến đây là phần chim cút roti mình coi như đã hoàn chỉnh rồi. Bây giờ Nam sẽ xào cho nó thấm lại một chút xíu. Cái phần nước sốt nó cũng đã sánh rồi nè các cô chú anh chị các bạn thấy không. Bây giờ Nam sẽ tắt bếp và cho ra dĩa rồi trang trí. Nam sẽ trình chiếu cho các cô chú anh chị cùng các bạn xem ha. Dạ rồi, phần chim cút roti của mình đã thực hiện xong. Nam xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng các bạn đã theo dõi clip của Nam. Nếu trong quá trình theo dõi clip các cô chú anh chị cùng các bạn cảm thấy yêu mến thì hãy bấm subscribe cũng như like để ủng hộ tinh thần cho Nam làm ra những video clip hay hơn, hấp dẫn hơn. Dạ, Nam xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng các bạn. Xin chúc cô chú anh chị cùng các bạn có những phút giây thư giãn trong cuộc sống, hạnh phúc và thành đạt. Dạ, xin chân thành cảm ơn.